Xin chào anh em đến với kênh Máy Móc Việt Nam. Em là Ngọc Lan bên công ty Máy Móc Việt Nam. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy hàng siêu mini, hàng của Nhật nha. Rồi, để em đập hộp cho anh em xem con máy như thế nào nha. Máy siêu hàng mini siêu mini anh em. Cỡ tầm 20 xăng thôi nha. Rất là nhỏ luôn, cái này là tầm 10 xăng thôi. Chiều cao của nó cũng cỡ tầm 10 mấy xăng thôi. Đó, anh em xem đi ạ. Rất là nhỏ gọn ha. Nhỏ nhưng có vỏ nha anh em. Nhỏ nhưng có vỏ. Tí nữa em sẽ khui hộp, khui cái nội thất ra cho anh em xem con máy có đáng đồng tiền không nha. Đó, một con máy cực kỳ nhỏ gọn luôn ha. Nhỏ gọn nhưng mà vẫn có đồng hồ hiển thị dòng hàng, vẫn có nút điều chỉnh dòng hàng, hai cái dắt nhỏ nha. Đó, bình thường những cái dòng nhỏ gọn như thế này đa số trên thị trường là không có cái đồng hồ hiển thị nha. Nhưng mà Máy Móc Việt Nam là có đồng hồ hiển thị nha anh em. Giá cả cực kỳ mềm luôn, chỉ có 990k anh em. Chỉ có 990k thôi. Đó, mẫu này là Dắt Pro. Model của nó là ARC200S Plus. Anh em nhớ mãi giúp em nha. Dắt Pro ARC200S Plus. Đó, mẫu mã cực kỳ bắt mắt đúng không anh em? Đó, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, tay cầm cũng rất là chắc chắn nha anh em. Đó, đây là nguồn điện của nó. Dây nguồn tầm 1m nha anh em. Dây nguồn tầm 1m. Nhưng mà cái ổ cắm cũng rất là xịn sò nha. Giá trị thấp nhưng mà con máy đem lại cho anh em khá ok nha. Anh em nào mà mình leo trèo trên cao, con này cũng khá phù hợp. Xài gia đình thì ok quá rồi. Bảo hành thì lên tới 15 tháng nha anh em. Bảo hành lên tới 15 tháng lần đó. À, để bây giờ em sẽ khui nội thất bên trong cho anh em xem như thế nào. Đây, em khui sẵn rồi nha. Giờ em chỉ lấy ra cho anh em thôi, đỡ tốn chi phí thời gian cho mình ha. Đây, wow, quá xịn sò đúng không anh em? Quá xịn sò. Bo này là bo gài nha anh em. Bo gài đàng hoàng nha. Những dòng máy mà dưới 1 triệu hiện tại đa số trên thị trường là bo dán. Đó, còn bên Máy Móc Việt Nam là bo gài nha anh em. Bo gài đàng hoàng. Đó, cái cục biến áp cũng khá là to luôn. Dây đồng quắn rất là nhiều luôn nha anh em. Tụ lớn nha. Tụ lớn nha, một tụ nhưng mà một tụ lớn, chứ không phải như những chỗ khác là nó là hai tụ, ba tụ nhưng mà tụ nhỏ. Còn đây là tụ lớn. Với công suất của nó là 680 microfarad, tương đương với là 680 UF anh em hay nói à. Đó, hai con IGBT nha, hai con IGBT. Đó, với một con máy trị giá có là 990k. Anh em thấy như thế nào ạ? À? À, rồi, không để anh em lăn tăn, em sẽ nhờ anh kỹ thuật test máy 2.6, 3.2 cho anh em xem thử con máy này nó đạt hiệu suất như thế nào nha. Kỹ thuật test que 2.6 cho anh em xem cái mối hàng nha. Độ mồi hồ quang cực kỳ nhạy luôn nha anh em.
Rồi, giờ em sẽ dùng que 3 ly 2 nha. Giờ em sẽ nhờ anh kỹ thuật test que 4 ly cho anh em xem thử cái độ mạnh của con máy nha. Nhưng mà thật sự ra em không khuyến khích anh em xài 4 ly nha. Rồi, anh kỹ thuật. Quá mượt mà luôn đó anh em. Anh em xem lại cái mối hàng nha. Đây là mối hàng 2 ly 5, với mối hàng 3 ly 2 và đây là mối hàng 4 ly. Đó. Mối hàng 2 ly 5 thì là quá ngon rồi, không phải nói gì hết rồi, không phải bàn rồi anh em. Đó, nhưng mà khi anh em nào mà mình cần, khi mà mình xài trên vật liệu quá dày á thì mình nên xài 3 ly 2, 4 ly chấm giúp em nha. Đó, để cho mình xài con máy được lâu bền hơn. Con này thì mình được bảo hành 15 tháng nhưng mà mình xài để cho nó được bền hơn và được lâu hơn cho anh em thì nên xài theo cái khuyến cáo của em nha. Rồi, với dòng máy hàng với giá trị chỉ có 990k, hiện tại khui hộp thì nó không có cái búa gõ sỉ, cho nên là bên em tặng luôn cái búa gõ sỉ cho anh em để anh em về mình có gì mình gõ sỉ ha. Đó, thì với con máy này 990k bên em tặng cho búa gõ sỉ. Đó, anh em nào mà thấy cảm thấy quá ok rồi thì cứ gọi cho em vào số 0902 487643 hoặc là số hotline bên trên để bên em chốt đơn cho anh em nha. Sale 12 tháng 12 anh em ơi. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Máy Móc Việt Nam cũng như Ngọc Lan để ra những video tiếp theo cho anh em nha. Xin chào, tạm biệt anh em.